Kính mời quý khán giả theo dõi bản tin thế giới cập nhật 15 giờ trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, Thủ tướng Úc Anthony Albanese hôm nay cho biết, ông tin tưởng liên minh AUKUS sẽ được chính quyền tương lai của Mỹ ủng hộ. Trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ hôm qua, ông Albanese hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại bang Delaware. Phát biểu họp báo sau hội đàm, ông Albanese cho biết, không còn nghi ngờ gì nữa AUKUS sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của chính quyền Mỹ, dù ai là tổng thống tiếp theo của nước này. AUKUS ra đời năm 2021 với ba thành viên gồm Mỹ, Anh và Úc. Theo thỏa thuận, Úc sẽ có cơ hội sở hữu tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân và các vũ khí tiên tiến khác. Văn phòng của ông Albanese cho biết trong cuộc gặp với ông Biden, hai bên đã tái khẳng định cam kết đối với quan hệ đối tác AUKUS. Cam kết được đưa ra vào thời điểm ông Biden đang tiến hành những bước cần thiết trước khi trao lại chức tổng thống cho người chiến thắng trong cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11. Ông Albanese đang ở Mỹ để tham dự nhiều hoạt động bao gồm hội nghị thượng đỉnh của nhóm bộ tứ Quad gồm Mỹ, Úc, Nhật Bản và Ấn Độ. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hôm nay đã lên đường đến Mỹ để tham dự cuộc họp này. Ông Kishida khởi hành tại sân bay Haneda ở Tokyo. Ông dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Joe Biden tại Delaware trước khi tham dự cuộc họp thượng đỉnh của nhóm bộ tứ. Tại cuộc họp này, các bên được cho là sẽ bàn về biện pháp nhằm tăng cường hợp tác an ninh hàng hải. Trong chuyến công du cuối cùng tới Mỹ với vai trò là Thủ tướng Nhật Bản, ông Kishida cũng sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh tương lai đang diễn ra tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York. Tại đây, ông Kishida có thể sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và thúc đẩy các nỗ lực xóa bỏ vũ khí hạt nhân. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Liên bang Abdallah Abu Habib hôm qua chỉ trích việc Israel thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào người dân nước này. Ông Abdallah Abu nói rằng các cuộc tấn công của Israel đã cho thấy không ai trên thế giới này an toàn nữa. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm qua tổ chức phiên họp đặc biệt về cuộc khủng hoảng Israel-Liban. Tham dự cuộc họp, ông Habib đưa ra trước hội đồng bức hình cho thấy sự tàn khốc của cuộc tấn công vào các thiết bị cầm tay. Ông cũng nói: "Chúng tôi đến hội đồng để đề nghị các bạn lên án các cuộc tấn công khủng bố của Israel một cách rõ ràng và dứt khoát để buộc Israel phải chịu trách nhiệm về việc lập kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công cũng như vi phạm chủ quyền của Liban." Các buộc được ông Habib đưa ra sau khi một loạt máy nhắn tin và bộ đàm ở Liban phát nổ trong hai ngày liền, khiến 37 người thiệt mạng và gần 3.000 người bị thương. Người đứng đầu Hội đồng Chính trị tối cao của phong trào Houthi ở Yemen, ông Mahdi al-Massad, hôm qua tuyên bố Houthi đã sẵn sàng đàm phán hòa bình với chính phủ nước này. Phát biểu nhân kỷ niệm 10 năm Houthi chiếm thủ đô Sana'a, ông al-Massad nói, Giải pháp duy nhất để đạt được hòa bình là trả lương cho các viên chức người Yemen, mở cửa các sân bay và cảng biển cũng như trả tự do cho tất cả tù nhân. Hạ viện Mỹ hôm qua đã nhất trí thông qua dự luật nhằm tăng cường sự bảo vệ của mật vụ dành cho các ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống. Động thái này diễn ra sau khi ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump bị ám sát hụt hai lần. Hạ viện Mỹ thông qua dự luật với 405 phiếu thuận, không phiếu chống. Bản tóm tắt của dự luật cho biết luật sẽ yêu cầu cơ quan mật vụ áp dụng các tiêu chuẩn tương đương với tổng thống và phó tổng thống để xác định số lượng mật vụ cần thiết để bảo vệ các ứng cử viên tổng thống và ứng cử viên phó tổng thống. Dự luật do Dân chủ Cộng hòa Mike Lawler và dân biểu Dân chủ Richie Torres đại diện cho một nhóm các nghị sĩ đề trình. Dự luật cần phải được Thượng viện thông qua trước khi trình tổng thống ký thành luật. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã ban hành cảnh báo mưa khẩn cấp cho một số khu vực của tỉnh Ishikawa, đây là mức cảnh báo cao nhất trong thang cảnh báo 5 cấp của Nhật Bản. Cảnh báo được ban hành trên toàn tỉnh Ishikawa, các quan chức của cơ quan khí tượng Nhật Bản kêu gọi người dân hết sức thận trọng vì nguy cơ lũ lụt và lở đất là rất lớn. Chính quyền Ishikawa cho biết mưa lớn tại thành phố Wajima, trực thuộc tỉnh đã khiến một người mất tích. Sở cứu hỏa tỉnh cho biết đã nhận được nhiều cuộc gọi cứu hộ ở Wajima và thành phố Suzu trong khi gần 6.000 hộ gia đình trong tỉnh mất điện. Bộ đất đai cho biết 12 con sông ở Ishikawa đã tràn bờ. Dự kiến mưa lớn sẽ tiếp diễn ở nhiều khu vực của Nhật Bản, bao gồm tỉnh Ishikawa, khu vực Hokuriku và Shikoku. Quý khán giả vừa theo dõi bản tin Thế giới cập nhật 15 giờ trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!